Trên tay Hạnh Trang đang cầm là một cuốn sách, là người bạn đồng hành cùng Trang trong suốt 2 tuần vừa qua. Đi đâu mình cũng đem theo. Cuốn sách Kỹ năng MC tinh giản của tác giả Đỗ Phương Thảo. Chị hiện đang là CEO của một doanh nghiệp và đặc biệt có hơn 15 năm kinh nghiệm trong vai trò của một MC, một người dẫn chương trình. Đối với kỹ năng MC thì bất kỳ ai đều có thể cần kỹ năng này, từ học sinh, sinh viên, giáo viên, doanh nhân hay bất kỳ ngành nghề nào. Chỉ cần đứng nói chuyện, chia sẻ, thuyết trình, làm báo cáo thì đều rất là cần. Và riêng đối với Hạnh Trang là một người đang có sự chuyển hướng trong sự nghiệp của mình, từ một nhà đào tạo chuyển sang theo đuổi hành trình là một MC chuyên nghiệp, thì cuốn sách này thật sự cần thiết hơn bao giờ hết. Nói kỹ hơn về cuốn sách Kỹ năng MC tinh giản thì có 3 điều đặc biệt đối với Hạnh Trang. Thứ nhất là tất cả các kỹ năng đều được tác giả thể hiện dưới dạng các công thức rất là logic, và đặc biệt sau mỗi chủ đề có phần bài tập, phần thực hành để giúp cho người đọc phát triển kỹ năng một cách dễ dàng. Thứ hai, cuốn sách giống như một người bạn tâm giao, luôn giải đáp những thắc mắc, những trăn trở của Trang, cũng như đối với bất kỳ những bạn nào đang mong muốn trở thành một MC chuyên nghiệp. Như ở trong chương 4, chị Đỗ Phương Thảo có viết về nội dung hỏi đáp nhanh, chuyện nghề, chuyện đời, với nhiều câu hỏi như là làm MC có giàu không, những cạm bẫy trong nghề MC, và làm thế nào để khách hàng book show mình, và còn nhiều những câu hỏi khác nữa. Thứ ba là chúng ta không cần phải đọc từ đầu đến cuối mới có thể thẩm thấu được hết cuốn sách Kỹ năng MC tinh giản này, mà khi lật ở một lục ra, đọc từ trên xuống dưới những chủ đề nào mà thu hút, chúng ta có thể đọc trước. Chẳng hạn như khi đọc đến chương đầu tiên, chương 1, hành trình chạm tay đến ước mơ, Hạnh Trang đã cảm thấy rất là ấn tượng ở chủ đề ước mơ có đủ lớn để bắt đầu, bởi vì nó rất là phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đứng trước sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của một cô gái đã có gia đình, đã dành 10 năm cho công việc ở văn phòng, có lúc cô cảm thấy hoang mang và chông chênh. Nhờ có cuốn sách Kỹ năng MC tinh giản mà những khúc mắc trong lòng mình cũng dần được tháo gỡ. Ước mơ có đủ lớn để bắt đầu luôn là câu hỏi trong thâm tâm của bản thân mình. Đặt bút vẽ một sơ đồ mind map để trả lời những câu hỏi có trong cuốn sách Kỹ năng MC tinh giản, để có thể khám phá bản thân mình được nhiều hơn trên hành trình chinh phục nghề MC này. 1. Lý do bạn muốn theo đuổi nghề MC là gì? Nó có đủ mãnh liệt, chín chắn không? Hay chỉ là theo trào lưu? 2. Trong tương lai, khi trở thành một MC có thành tựu trong nghề, bạn mong muốn mình đạt được những gì? Càng cụ thể càng tốt. 3. Năng lực, tài năng nào của bạn sẽ tạo nên sự khác biệt so với những người trong top đầu của nghề? 4. Ai sẽ là hình mẫu bạn muốn trở thành trong nghề? 5. Nhìn về tương lai thành công nhất của mình, bạn thấy mình như thế nào trong tương lai ấy? Cuối cùng, mình đã có được bản thảo hoàn chỉnh và tiếp theo mình cần có những kế hoạch chi tiết để đạt được những mục tiêu đó. Và khi đọc tiếp đến chương 2, chinh phục kỹ năng MC tinh giản, với nhiều những kỹ năng được tác giả đề cập đến như là năng lực cần thiết cho một MC, cấu trúc sự kiện, đánh thức ngôn từ, ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ trang phục, vận hành sân khấu, và Hạnh Trang đã bị thu hút bởi chủ đề sức hút của giọng nói, bởi vì đây cũng là điều mà mình đang muốn phát triển ở bản thân rất là nhiều. Trong phần sức hút của giọng nói, Trang đang thực hành phương pháp tạo giai điệu trong giọng nói và phương pháp rèn tông giọng cao, trầm, trung bình mà tác giả có đề cập đến. Ở trong đây được chị Thảo gói gọn lại bằng những công thức rất là dễ nắm bắt, và tụ chung lại ở các phương pháp này là chúng ta có thể dùng âm nhạc đối với các nội dung mang hơi hướng cảm xúc nhẹ nhàng, thì chúng ta có thể sử dụng những đoạn âm nhạc có thể là tình cảm hơn, mượt mà hơn. Ngược lại, đối với những nội dung mà cần thể hiện sự cao trào hùng hồn thì chúng ta có thể sử dụng những âm thanh âm nhạc mang tính hào hứng nhiều hơn. Và sau đó có một điểm chung nữa là chúng ta record lại, ghi âm lại nội dung vừa nói và nghe lại để chúng ta có thể chỉnh sửa. Và sau đó mình lại replay, lặp tới lặp lại để mình cải thiện giọng nói của bản thân mình. Và sau khi áp dụng được phương pháp này trong khoảng một tuần vừa qua, bản thân Trang cũng cảm thấy mình cũng có những cái cải thiện nhất định. Và bây giờ Trang sẽ áp dụng thử ở một văn bản dẫn chương trình một tiệc cưới song ngữ mà Trang đang luyện tập để chuẩn bị có show dẫn cho tuần sau nhé. Một đoạn dẫn mang hơi hướng nhẹ nhàng trong tiệc cưới, thường đó là khi chúng ta nhắc đến tình yêu. Ladies and gentlemen,
Love could be described as invaluable presence for human beings. Furthermore, true marriage is more than joining the points of marriage of two persons. It is the union of two hearts. For that reason, the bride and groom will show up on stage to present to all guests today. Và đoạn cao trào hào hứng hơn ở trong sự kiện cưới thường là đoạn bắt đầu mở đầu lời chào cho chương trình. Xin được chào đón quý vị đến với sự kiện cưới của chú rể Bride Queen và cô dâu Nhung Tô. Cho phép Hành Trang thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt. Hành Trang tin rằng cuốn sách Kỹ năng MC tinh giản sẽ là một người bạn đắc lực dành cho tất cả những ai mong muốn phát triển nghề nghiệp của mình bằng giọng nói, và đặc biệt là dành cho những bạn muốn theo đuổi nghề MC.